Mấy ngày qua lòng người thắt lại khi liên tục chứng kiến những vụ đuối nước thương tâm. Khắc khoải nhất là khoảnh khắc người cha bật khóc ôm thi thể con trai đuối nước tử vong bên dòng sông lạnh lẽo ở Nam Định. Cha ôm con thật chặt vào lòng như ôm cả thế giới, nói làm sao hết nỗi đau người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Và hôm qua lại thêm một vụ đuối nước thương tâm xảy ra tại công viên Tuổi Trẻ Hà Nội. Điều khiến dư luận bàng hoàng hơn chính là khu vực này chỉ sâu gần 1m2, trong khi nạn nhân cao tới 1m8. Liên quan vụ nam thanh niên đuối nước ở bể bơi công viên Tuổi Trẻ, lãnh đạo phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội cho biết, theo báo cáo của bệnh viện, nạn nhân tử vong ngoại viện. Các cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Danh tính nạn nhân được xác định là NHL, 23 tuổi, trú phường Phú Quế, quận Hai Bà Trưng. Thường ngày, nạn nhân đi cùng cha, nhưng chiều qua, anh ra bể bơi một mình. Nhà chức trách cho biết nạn nhân cao gần 1m8, nhưng khu vực gặp nạn chỉ sâu 1m2. Trước khi phát hiện sự việc, nhân viên bể bơi thấy nạn nhân úp mặt xuống đáy, nên nghĩ đang lặn. Sau đó không thấy động tĩnh gì, mọi người mới nhảy xuống, đưa nạn nhân lên bờ sơ cứu. Nhiều nhân chứng có mặt tại hiện trường cũng nhận định, có thể trong lúc lặn, nạn nhân lên cơn tai biến hoặc đột quỵ, dẫn đến sự việc đau lòng.